Việc hưởng lương hưu bị tạm dừng trong những trường hợp nào từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, căn cứ theo Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định như sau. Tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 1. Tạm dừng việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người đang hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Xuất cảnh trái phép. B. Bị tòa án tuyên bố là mất tích. C. Khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 11 của luật này. Theo đó, việc hưởng lương hưu bị tạm dừng trong những trường hợp sau. Xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố mất tích khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng.